Dạ, em tên là Mộng Quỳnh ạ. Trước thì em làm mẫu ảnh, nhưng mà bây giờ thì em đang ở nhà chăm bé ạ. Quỳnh năm nay được bao nhiêu tuổi và em bé được mấy tuổi rồi? Dạ, em thì 29 ạ. Em bé thì được 10 tháng ạ. Dạ. Chỉ ở nhà chăm em bé thôi, như vậy là Lan nghĩ chắc là bạn cũng phải có dành nhiều thời gian để cho mình tập luyện, cho cơ thể của mình nó mới được đẹp như vậy đúng không? Bỏ qua chuyện tập luyện đi em, lát nữa mình nói đi. Cái format của chương trình là đầu tiên là lần đầu biết mình mang thai bé, cái tin đó nó đến như thế nào Quỳnh ha. Lan ơi, nhớ kịch bản em. Vợ chồng em á, lấy nhau thì 3 năm thì em có thả, nhưng mà nó không có dính. 3 tháng thì bữa đó thì em bị té xe. Đang đứng vậy thì xe tông thẳng luôn người em luôn. Trời ơi. Vì cái té xe đó thì em mới nhiên... vô bệnh viện. Không, em bình thường lắm chị. Em té mà em té ngồi cái bẹt. Là tôi thấy em lúc ngồi là em ngồi giống như ngồi xếp bằng ở dưới. Té rất điện ảnh luôn. Không hiểu tại sao vậy nữa, là em té trước bệnh viện chồng em làm luôn á. Cái xong rồi về cái em nằm thì không biết linh tính gì đó không biết. Thì em mới đi thử que. Em mới biết là em dính á. Rồi tâm lý của mình lúc đó như thế nào? Dạ em sợ lắm chị. Mà thật sự luôn thì lúc mà em đi khám á, thì bác sĩ báo là động thai. Dạ là vì lý do đó đó. Với lại em nghĩ là một phần là cho chắc là không biết có cái quan hệ mạnh. Ủa khoan em. Ủa không. Một vài những cái chị như gọi là thông tin y khoa thì điều đó nó không phải là cái không ảnh hưởng nhân, đúng không chị? Cũng không đến mức em gì. Không biết nữa, tại vì vô bác sĩ Lan vậy thì em biết vậy thôi. Bác sĩ rày, bác sĩ nói động thai rồi hả con? Dạ. Rồi cẩn thận. Dạ đúng rồi. Bớt lại. Trời, bác ơi, con mới bị tông xe mà. nhưng mà lúc đó thì là cái kết quả đó là em đã có em bé được bao lâu rồi? Mới có 3 tuần rồi. 3 tuần. Dạ. Và giờ là nằm treo chân. Sau đó thì khi mình báo tin cho ông xã biết thì cái phản ứng của ông xã lúc đó như thế nào? Dạ lúc đó thì gần sinh nhật chồng em, cho nên là em làm bất ngờ cho ảnh luôn. Đó kịch bản nè. Dạ. Rồi sao là coi sao? Bộ đây là một cái mà mọi người muốn nghe nhất nè. Đừng có chờ đợi. Nghe dạ. Đi sao làm sao? Dạ em lấy thì que để vô hộp. Dạ không, em đưa thẳng thôi thì lúc đó ảnh quay qua là ảnh nói thiệt ông trời. Rồi xong rồi đi xuống nhà thuốc liền luôn, mua thêm ba que khác bắt em thử lại. Không có cái gì cảm mạng đâu chị đừng trông chờ. Tin tưởng nhau. Không có cái gì. Không phải tại vì gì đâu, tại vì thật sự đó là 3 tháng trước là mình đã thử rồi, nó không có dính. Cho nên là lúc này là ảnh giống như nó bị tụt mút bớt á chị, trông đó chờ là quá. Của 3 tháng trước mấy anh mắc cười quá. Chuyện của bữa nay là đã khác bữa hôm qua rồi. Nhưng mà vui ha. Nhưng mà chị hỏi nè. Em tức cái gì? Em cũng giống như bị xịt với chị. Mình vui lắm nhưng mà khi mà mình gửi cho chồng mà cái phản ứng vậy thì cảm thấy em làm như ông đàn ông ghê luôn. Em làm như đây là lần đầu tiên em ngồi cái ghế này của chết với mẹ bỉm sữa vậy đó. Cái kịch bản này xảy ra bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần rồi? Ở bao nhiêu cái ngôi da rồi em biết chưa? Có trách không? Lúc mà em thử que á là lúc đó có một mình em ở nhà thôi thì em khóc. Mà lúc mà có ảnh đó thì em có rúm rúm là tại vì em tuổi thân á, chứ không phải. Rồi ông có nhận ra cái sự rúm rúm đó của em không? Dạ không luôn chị. Thấy chưa, cầm cái que cười không à mấy anh ơi. Thực ra thì tụi tôi biết là có những cái sự tưởng tượng nó cũng hơi quá so với đời thiệt, nhưng mà mình cũng cố gắng đi, bên đây hạ xuống thì mấy anh cũng nâng lên giùm chút ha, chứ cái gì đâu mà ôi phụ nữ đã luôn luôn bị hụt hẫng vì cái cú này. Dạ. Rồi cái quá trình mình mang thai á, cái sự chăm sóc em bé trong bụng nó có cái khó khăn gì xảy ra hay không? Dạ thì trộm vía thì em có em bé, em cảm thấy mọi chuyện nó không có nhẹ nhàng lắm. Dạ đúng rồi, em không có kén ăn nhiều, chỉ có kén thịt cá thôi. Lúc đó là mình còn làm mẫu ảnh không? Không chị, không. Tại vì đâu ai muốn nó đâu chị. Đâu ai muốn nó đâu. Mình có bị ảnh hưởng về mặt tâm lý không? Bởi vì mình đang là một đang cái là... cô người mẫu nè. Người mẫu thì tức là chuẩn về vóc dáng. Và đang có công việc tốt để làm. Mà mẫu ảnh là đẹp nha. Đúng rồi. Đẹp. Và bây giờ thì mình lại mang trong mình một cái em bé. Hình dáng của mình nó thay đổi và công việc của mình nó bị gián đoạn. Em có cảm thấy là tiếc cho cái con đường của mình không? Dạ thật sự thì tiếc thì chỉ có một chút thôi. Nhưng mà tại vì là em cũng tới tuổi cần phải sinh em bé này nọ, cho nên là em cảm thấy em hy sinh. Nhưng mà buồn không? Tiếc thì một chút. Nhưng mà câu hỏi của chị dành cho em là mình biết là nó hợp lý, nhưng mà buồn không? Tức là cái yếu tố về mặt tâm lý, tình cảm, cảm xúc của mình trong thời gian mang thai. Tại vì công việc của mình thì đi quen rồi, giờ bây giờ ở nhà thì cái tâm lý nó cũng có chán lắm, nó hơi ngột ngạt chị. Nó ngột ngạt lắm, cảm giác như là mình
giống như là không có làm ra tiền nữa, nó cũng có cái cảm giác đó. Rồi ông chồng không có tác động vô mà tự nhiên nghĩ tới những cái chuyện nhiều vậy? Không, tự em thôi, tại vì chồng em vẫn bình thường em. Rồi em vượt qua được những cái chuyện đó nó như thế nào? Thì em rảnh ở nhà thì em tự mở nhạc rồi em tập, tự mở nhạc tập sơ rồi lâu lâu thỉnh thoảng đi ăn uống với bạn bè thôi. Dạ. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Cái ngày mà mình đi sanh nó có cái dấu ấn của nó có đặc biệt không? Em sinh bé 38 tuần. Thì ngay cái tuần mà chồng em đi công tác á, thì ảnh đi công tác đợt đó là ở Quảng Ngãi một tuần. Thì cái đêm ảnh đi cho tới cả, nói chung là cả tuần đó thì em bị chảy nước ở dưới đó thì thật sự lúc đó em không biết em chảy nước gì nữa. Nói chung là nó có mà em đi khám thì vô tình bữa đó thì bác sĩ thì nhà có tang thì cho một bác sĩ trẻ khác khám. Kiểm tra. Em cũng có nói là tại sao em ra nước dậy rất là nhiều, một ngày mà em thay mấy cái quần, với nói chung là em thay nhiều lắm. Thì thôi không sao đâu, chắc là em bị viêm á, qua đây chị kê thuốc cho, bác kê thuốc. Ủa sao hồi hộp vậy ta? Em hụt hẫng thật sự luôn á. Thì nói vậy rồi thôi cũng đi xuống đo, bình thường là không khám trong luôn nha. Lúc đó là 38 tuần rồi đó, mới tuần trước em đi khám là vẫn khám trong bình thường. Em phải chịu đựng tới cái ngày chồng em về á. Là bao nhiêu ngày? Là đúng một tuần á chị. Trời ơi, cái gì mà dữ vậy trời. Trời ơi, một tuần. Công nhận con cũng kiên cường với em ghê. Tại vì trước đó là em bị đa ối. Một tuần trước đó nữa là bác sĩ là dặn em là đừng có uống nước dừa, với lại tại em thèm ngọt, em uống nước dừa nước mía hoài à. Thì bác mới nói là đừng có uống nữa, cái chừng bị đa ối. Thì tới thì đó thì nó cứ tiếp diễn như vậy. Tới cái ngày mà chồng em về á, thì ví dụ như 9 giờ tối hôm nay chồng em về, thì 1 giờ khuya đó là em bị đau. Em đau, em bắt đầu đau bụng thì em mới lên mạng em search. Em sợ thì người ta nói, em thấy người ta ghi là giống như là một cơn gò mà dọa thôi. 10 phút. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Mà em chịu tới 6 giờ sáng. 6 giờ sáng cái bắt đầu em thông minh lên rồi. Đúng rồi. Phải có những lúc mình gọi dạ. là bừng sáng tư duy đồ. Dạ, em thông minh lên cái trời em. Trời ơi may quá. Em lên em nhắn tin em hỏi bạn. Thì bạn nói là coi chừng là bị dọa sinh. Ủa em ơi, thông minh lên rồi mà cũng vẫn chỉ là thay vì search internet thì chuyển qua hỏi bạn vậy thôi đó hả em? Dạ, xong cái em cãi với bạn em nữa. Hả, vậy bà hỏi bạn chi? Là em nói nè, nãy tao search là vậy vậy nè. Cái nó nói, cái con em dâu em á, nó mới, tại em hỏi nhiều người lắm. Tại em, con em dâu em thì nó thức, nó nhắn chị ơi vô bệnh viện lẹ đi này đó. Dạ thì em mới bắt đầu em quyết định rồi, em bây giờ em phải là em đứng lên em tắm với trang điểm. Em tắm với trang điểm. Giống tôi nè. Đúng rồi chị, tự luôn. Mà trong cả thai kỳ là em toàn mặc đầm body len đồ á chị, cho nó thoải mái, với lại em sợ mấy cái đầm mà rộng thùng thình lắm. Em vẫn nhịp sống bình thường á. Em không hề nói với chồng cái gì, ổng ngủ khò khò kế bên vậy đó. Mà em tới đúng giờ chuông báo thức reo là em kêu dậy. Cái đi làm, cái ra còn tính ngựa nấu đồ ăn sáng nữa chứ. Tính nấu đồ ăn sáng. Mà chị không nổi nữa, nói anh ơi em đau vậy đó. Thì cái ảnh mới chở đi ra ngoài mẹ em, ảnh phải đi làm. Thì em ăn sáng, ăn nửa phần thì không chịu nổi nữa, lúc đó là 8 giờ mấy. Mà chị coi em đau từ 1 giờ tới 8 giờ sáng mà em một mình chịu vậy đó. Chứ em cũng cảm thấy là không có cần thiết là phải đi vô gấp nữa. Tại sao em? Cái lý do gì tại thời điểm đó mà em nghĩ là... Tại vì em nó trong cái tầm chịu được của em. Em nghĩ là chắc là em bị dọa thôi chứ em... Nhưng con em có thể nó chịu không được. Dạ nhưng mà em không biết lúc đó là gì hết chị. Lúc đó không biết chị, đúng. Không đúng biết, rõ ràng. Tại vì 38 tuần rồi, nó không có dấu. Em không biết, em nói chung là thật sự là lúc em cũng dở là em không hiểu. Với lại một phần em tin bác sĩ quá, bác sĩ nói vậy rồi mình nói làm sao. Nói sao kệ chứ giờ vô đúng cơ sở y tế rồi, tóm lại là 8 giờ là đi vô bệnh viện chưa? Vô rồi, tám mấy bắt đầu vô. Thì khi mà bước xuống ai cũng nhìn em, tại vì em mặc đầm body nha, màu đỏ hột trang điểm rồi. Ảnh nẻ đi vô vậy đó. Thì vô rồi đợi qua đợi lại thì tới cút mạch được khám rồi thì em đã nở 5 phân rồi. Trời ơi. Dạ. Tới lúc mà em vô thì em xin mà phòng cho chồng vô nữa. Phòng gia đình. Dạ. Thì ảnh vô thì ảnh phá người ta hai cái ghế. Em đau, em rặn mà ổng té trước. Ổng té, ổng lọt ghế. Có nghĩa là cứ một cơn thở của em là bên kia gãy cái ghế. Em không biết ổng ngồi kiểu gì mà cái ghế sắt ổng thở theo em. Dạ.
Ông rặn theo em đó, ông gần cân nặng của chồng em tầm nhiêu? Dạ ảnh là có chơi gym á chị, cho nên là hơi lực lưỡng chút xíu. Vừa chơi gym vừa lực lưỡng, cái kiểu như là đang cầm hai ghế nè. Không bên kia bà vợ thì rặn, bên đây minh họa đó. Em nghe mấy cái chị kia la em sợ quá chị ơi. Em chỉ có gồng, em lăn qua lăn lại vậy đó. Mà chồng em không ôm em vô. Đan quả muốn chết rồi mà cứ ôm ôm vô lòng vậy. Tại sao cái lúc mà tôi đưa cái giấy siêu âm tôi có bầu không ôm tôi đi? Mà bây giờ vướng víu mà ôm cái gì? Đúng rồi chị, đan đúng quả điểm. Thở không nổi mà cứ ụp cái đầu mình vô ngực. Mà cái ngực của ổng chà bá, không có chỗ thở chơi. Đưa vô cái em la lên đi, em la lên đi. Trời ơi, em la cái gì ba thiệt, đau muốn chết luôn. Em nhìn, em nghe mấy cái chị kia la em sợ lắm. Tại vì thấy nó kỳ kỳ sao. Em giữ hình ảnh đúng không? Không phải chị, em giữ hơi cho em. Trời la là hết hơi rồi. Không, tại vì đâu là mình muốn ngất xỉu luôn á. Dạ. Đâu mà mình muốn liệm đi thì sức đâu nữa mà la. Đúng rồi chị, em thấy sức đâu, la là không có sức rặn nổi luôn á chị. Chị là tại giữ hình ảnh nên chị không có dám la. Cô này kiểu như là phải đẹp. Dạ. Còn chị em thì chịu được. Với lại em thấy mấy người kỳ kỳ quá nên em tém lại. Tém lại. Ừ. Mình thấy con mình ra đời mình như thế nào nè? Dạ thì rất là, nói chung là em cũng thấy bình thường, chẳng như là nó không có, lúc đó mình mệt quá rồi nó không liên như người ta đồn. Đúng rồi, chắc vậy á chị. Em cảm nhận nó không được nhiều lúc đó, tại lúc đó em mệt với đau quá. Dạ. Trời. Với lại em cười chồng em. Hả? Sao vậy? Thì tại té làm em ngồi em chửi á chị. Trong phòng sinh. Dạ không. Đúng rồi, chửi yêu thôi chứ không phải là chửi này kia. Nó nghĩ sao ngồi cũng vậy đó. Không có những cái ca sinh á mà thử thách cho ekip đỡ đẻ quá ha. Lo đỡ đẻ mà còn phải lo rất cho là, người nhà. Rất là thương cái ekip đỡ đẻ. Rồi sau đó thì bao lâu mình được xuất viện? Dạ thì 3 ngày ạ. Appetito, siro ăn ngon 3 tác động từ thảo dược chuẩn quá châu Âu, dành cho trẻ biến ăn. Em có thể chia sẻ rõ hơn về cái quá trình mà mình nuôi em bé bằng sữa nó như thế nào? Dạ, thật sự luôn á là em thấy á, đi cái việc mà mang bầu tới sinh đẻ, nếu mà không có cái khúc mà đau đẻ thì em sinh mấy đứa cũng được. Tại vì mọi chuyện cả với em thì cảm thấy rất, nó tới rất là nhẹ nhàng. Như cái việc mà em nuôi con bằng sữa mẹ thì chỉ có việc là chăm con với cho con ti thôi. Cứ 3 tiếng là em hút sữa một lần. Thì em nghĩ là do là một phần em hút đều như vậy á, thì sữa của em nó rất là nhiều. Một ngày em hút có thể là tới 4-5 lít đó. 4-5 lít sữa. Dạ, em đi cho tứ xứ hết trơn luôn. Ở với mẹ mà, cho nên được mẹ chăm nhiều. Rồi chồng em á, thì trong giai đoạn đó thì cũng nói chung là cũng chăm sóc này nọ lắm. Nhưng mà có điều là hay nhậu á chị. Thì em chỉ buồn cái đó thôi. Ở nhà khi mà hai mẹ con thì mình lúc nào cũng nhất hết á. Mà khi mà đã vô cuộc vui rồi á thì là chiến hữu là trên hết. Dạ đúng luôn, chính thế luôn á chị. Rồi sao? Thì cái đợt đó thì em nằm ổ vậy đó. Thì cứ nhậu hoài, cứ đi hoài, bỏ đi hoài. Có khi đi tới 2-3 giờ sáng nữa. Thì ở nhà thì bữa đó em chịu hết nổi rồi. Em mới khóc. Em đã ráng dặn lòng là ở cữ thì ba mẹ cũng dặn hoài, đừng có khóc, buồn cỡ nào buồn đừng có khóc. Thì em khóc. Khóc thì tới nỗi mà bữa đó thì ảnh vẫn còn cãi. Không phải là cãi lộn, rất là khó chịu. Mà anh cảm thấy việc của anh nó bình thường sao mình hai tụi em là vậy? Lý luận đó chị. Nghĩa là tranh luận với nhau đúng nghĩa mà rất ức chế lắm. Thà chị cãi lộn chị còn la lối này nọ, còn này cứ tranh luận rất là mệt mỏi. Thì em chịu không nổi nữa, em có khóc. Thì khi mà em lấy khăn giấy em chùi đó, thì em thấy máu mũi thì tè lây hơn tùm lum hết trơn. Trời ơi. Thì khi mà dở cái khăn giấy ra thì bắt đầu ảnh mới im, không nói nữa. Bởi vậy mới nói là các ông chồng, chúng ta hãy cố gắng để ý tới tâm lý của các bà vợ sau khi sinh giùm một cái. Trời ơi. Bởi vì trong cái thời gian mà ở cữ, thậm chí là đến cả một năm, sanh xong một năm là những người phụ nữ sau sinh họ vẫn có thể bị lên máu sản hậu. Mà cái đó rất là nguy hiểm luôn. Thì xong rồi ảnh cũng thay đổi chị. Thay vì ảnh đi nhậu thì ảnh kéo bạn về nhậu. Cũng là một cách chuyển biến nó tích cực hơn. Không thì bây giờ em nghĩ á, thì người ta lùi một bước rồi. Thì thôi mình cũng ráng. Nghĩa là anh có thể không bỏ nhậu nhưng anh có thể thay đổi địa điểm nhậu. Dạ thì giống cũng như sáng tạo. Nhậu trước mặt em cho em yên tâm vậy đó, dạng vậy. Bây giờ mình nói đôi điều về cái chuyện. Thôi đừng có đôi điều, nhiều điều đi. Chị đang thắc mắc tại vì sao cô này cô lấy lại dáng nhanh quá.
mà cô đẹp như vậy nữa. Rồi bây giờ làm sao đây, cái chuyện vợ chồng thì chắc chắn là nó sẽ cho nên nó nhiều điều lắm. Quay trở lại nó nhanh hơn những người khác đúng không? Dạ thì chưa đầy tháng con em thì em làm đầy tháng chảnh rồi. Có nhiều mẹ bỉm tới chương trình này dùng những nhiều cái từ mà cho, mình bất ngờ thật cho sự bạn có những thuật ngữ rất sáng tạo. Có nghĩa là nói chung là mình đã đầy tháng cho ảnh trước khi mình đầy tháng cho con. Dạ. Cái tiệc đầy tháng nó lớn không em? Hoành tráng không cưng? Dạ lén lút thôi chị, tại vì dạ sao vậy? Thì bà, mẹ la bị sợ bị la. Sợ, dạ đúng rồi, sợ, ở chung với ngoại mà. Dạ. Lén lút cái dòng mà lén lén á nó mới đã. Ờ đúng rồi, kiểu như là nó tăng cái sự kích thích lên á khi con người ta dòng lén lén nó đã lắm. Như ăn dụng ngon hơn ăn thiệt đồ các kiểu ha. À, ngủ gục ngon hơn ngủ thiệt. Bây giờ thì mình có một cái tiết mục rất là dễ thương, một cái tiết mục gọi là gửi những lời yêu thương hoặc những lời trách móc hoặc là những cái mà mình mong muốn đến với một cái người nào đó. Phụ nữ mình á, là cho dù là em thấy ở bất kỳ vị trí nào á thì cũng cần một cái quan trọng nhất là chồng mình ở bên cạnh. Bao nhiêu người như ông bà cha mẹ mà thương yêu cỡ nào đi nữa mà không có chồng kê bên cạnh nó thì cái tâm lý nó cũng rất là bất ổn. Thì em mong á là mọi ông chồng á thì sau này thì luôn luôn bên cạnh vợ, luôn luôn bên cạnh vợ trong những lúc này. Cho dù thật sự là không có cần làm gì hết trơn á, chỉ cần ngồi yên đó cho tôi, nhìn tôi rồi là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Dạ. Đây không phải là mong muốn của một mình bạn Mộng Quỳnh đâu, mà là mong muốn của tất cả các chị em phụ nữ luôn. Cho nên là thông qua chương trình này thì Lan cũng một lần nữa mong các ông chồng xem chương trình nhiều hơn và hiểu rõ hơn về tâm lý của các chị em chúng tôi. Các anh đừng có nói là đàn ông không ai thể hiện ra ngoài, nhiều khi người ta lo quan tâm bên trong, nhưng mà thôi làm ơn thể hiện ra đi cho tụi tôi thấy, tụi tôi an tâm. Tại vì trong cái giai đoạn mà mang bầu rồi ở cử, tâm lý tụi tôi bất ổn lắm. Rất cảm ơn Mộng Quỳnh đã đến với chương trình và chia sẻ được những cái điều, những cái câu chuyện rất là thú vị. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình giúp nha. Họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp của bạn nè. Quê quán Cần Thơ. Tên gì? Tên Đỗ Hữu Tài. Đỗ Hữu Tài. Sinh năm mấy Tài? 99. Trời ơi trẻ quá rồi, sao lên đây vậy ông? Trẻ hả? Ừ, trẻ. Giờ làm nghề gì đó? Cơ khí. Cơ khí hả? Mình làm được bao lâu rồi? Cũng được năm mấy rồi. Rồi, là mình học ngày xưa, giờ là mình học cơ khí. Học ở đâu? Học ở trong trường á, ra đi làm rồi. Ừ. Rồi là ra đi làm rồi, làm cho mình hay làm cho người ta? Gia đình á, cho gia đình. À, làm cho gia đình. Rồi, lương bổng làm sao? Gia đình có trả không? Có. Trả nhiêu? Được, còn 7 triệu mấy. À, trả triệu 7 triệu một tháng. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh là dũng cảm không? Dũng cảm hả? Đâu, kể câu chuyện dũng cảm tôi nghe coi. Biết lo lắng người khác. Lắng người khác. Rồi, điểm yếu. Ủa, cái điểm yếu là mình hiền lành phúc hậu. Cái gì điểm hiền lành phúc hậu mà điểm yếu? Mặt bác à? Bác. Là sao? Tôi không rõ. Alo. Alo, quạt bác. Quạt bác. Quạt bác, hiền lành này kia thì đó là điểm điểm mạnh chứ sao điểm yếu? Đúng không? Ê Hiệp ơi, hỏi tiếp giùm chị đi, chị quay rồi em ơi. Là alo, chào bạn. Bây giờ bạn bạn có điểm mạnh điểm yếu Hiệp ơi. Rồi rồi, ok. Alo, bạn nghe tín hiệu bên mình không? Nghe. Ừ, ok. Bây giờ bạn giới thiệu về, thôi cứ giới thiệu họ tên lại rồi mình cập nhật dùng cái nhá. Họ tên, ngày tháng năm sinh,
Công việc hiện tại. Đỗ Hữu Tài. Ok. Tài sinh năm bao nhiêu? 99. Chín. Rồi, hiện tại Tài đang làm công việc gì? Gì? Cơ Cơ khí. khí à? À, công nhân cơ khí à? Rồi, thu nhập bình quân của mình bao nhiêu? Triệu. Dạ? 7 triệu. 7 triệu. Hiện tại mình đang ở đâu? Ở đường chiến lược không? Ở đâu cơ? Ở đường chiến lược. Đường chiến lược Sài Gòn hả? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của cậu là gì? Dũng cảm Gì? đó. Điểm mạnh là dũng cảm. Điểm mạnh dũng cảm mà. Điểm mạnh là dũng cảm thôi, trước giờ làm cái gì liên quan dũng cảm mà. Ê, giúp người khác đó. À. Lúc người thế là có một cái kỷ niệm nào mà về cái việc giúp người mà mình cảm thấy là bản thân mình rất là dũng cảm không? Đây là đi giúp, có lần mình đi giúp những người khác mình có dũng cảm. Rồi điểm yếu của Dũng là gì? À điểm yếu của Tài là gì? Điểm yếu là đi mình có cái gì mà mình bất ngờ mình mới chia sẻ lại. Chưa hiểu. Nói to to rồi mình không nghe được. Cái gì mình bất ngờ mình chia sẻ lại. Không hiểu nhỉ, không hiểu cái từ đó luôn cái gì mình bước vào là sao? Cái gì mà mình cái gì người ta đặt bạn mẹ mình giúp đỡ lại nếu mà Ờ, thế trước giờ cô có mấy mối tình rồi? chưa có nào hết Chưa mối tình nào hết à? Cũng đẹp trai sáng sủa mà chưa mối tình nào hết này. Alo. lâu. Chưa có mối tình nào hết à? Có đi tán gái bao giờ chưa? À. Có đi tán gái bao giờ À, Tại sao chưa đi tán gái? chưa. Chứ đi làm không à? À, tập trung đi làm mà. Thế vậy quê mình ở đâu? Quê chứ không không. Quê Cần Thơ. Cần Ừ. Thơ. Ba mẹ đang đấy. Rồi ok, bây giờ mong muốn tìm mẫu người như nào? Muốn mọi người thì phải học Hiền hậu đúng không? Ở công việc nghề nghiệp thì mong muốn như nào? Công việc á, ngoại hình nha 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 khảo. ờ à, hiểu thạo rồi, cũng làm công nhân luôn đó không? Rồi à, bây giờ đang ở trọ hả? Đang ở nhà Rồi lấy vợ vào thì mua nhà không? có Ờ à, có để dành được bao nhiêu tiền rồi mua nhà? rồi Ok rồi, ok, hôm nay là cái buổi đầu tiên làm quen. Nếu mà tìm mình nhá. dạ em tên Đỗ Khắc Tiến à Đỗ gì à? Đỗ Khắc Tiến Rồi. năm sinh của em là ngày 12 tháng 10 năm 1989 Rồi. quê quán của em Gia Lai à hiện tại em đang sinh sống tại Bình Dương làm việc tại Bình Dương à. Rồi. Hiện tại đang ở Bình Dương. Tiến đang làm công việc gì? Dạ công việc của em là hiện tại đang làm thủ kho à. Ở cho một công ty của Mỹ à. Làm thủ kho. Dạ. Thu nhập bình quân của Tiến là bao nhiêu? Dạ thu nhập bình quân của em là từ 10 đến 15 triệu ạ. 15 triệu rồi. Tiến có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ điểm mạnh đây điểm mạnh điểm yếu em cũng không có điểm mạnh điểm yếu Dạ. Trước giờ tình trường của anh như thế nào? dạ trước giờ tình trạng của em là
Độc thân. Anh có mấy mối tình rồi? Dạ chưa có mối tình đâu ạ. Tại sao nhìn như vậy? Dạ thì từ từ hồi giờ em muốn đi làm nên em cũng không có mà quen bạn gái, tiếp xúc bạn gái. Rồi. Thế bây giờ tại sao muốn đăng ký tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Dạ thì em thấy chương trình Liên Kết Hẹn Hò này em cũng một mình độc thân này nọ, đi làm về cũng không có ai mà tâm sự nói chuyện này nọ nên em tham gia vào đăng ký Hẹn Hò á. Rồi. Nên là để về có người tâm sự nói chuyện. Anh mong muốn tìm người mẫu người như thế nào? Dạ thì em mong muốn tìm người mẫu bình thường, Tìm người bình thường này. tuổi từ 15 đổ lại, tuổi từ 30 đổ lại. 30 đổ lại. Tính cách. Tính cách là ăn nói dịu nhẹ nhàng, Anh lễ phép, tôn trọng người lớn, có đạo đức hay nào. hiện tại đang ở nhà trọ ở trên Bình Dương ạ. Vâng ạ. Rồi. Ok. Có cái điểm tiếp theo là vùng miền thì anh thích bạn gái vùng miền nào? Dạ thì em muốn không phân biệt là ở ở vùng nào, ở miền nào, ở tỉnh nào hết. Thế Miễn về ngoại hình sao anh? dạ ngoại hình thì cân dáng cũng bình thường, dạ thấy cũng cũng được ạ. À, không to con gì mấy ạ. À, Rồi. Ok, em cảm ơn anh nhé. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên để làm quen. Nếu mà tìm được cái người phù hợp với anh thì chương trình sẽ liên hệ lại với anh ha. Chào anh ha. Tôi nghe rồi. Anh ơi, mình để cái mình cập lên cái đường rồi. Ok rồi, mình giới thiệu về bản thân của anh giúp em với. Bao nhiêu quý rồi nghe anh? Hả? Lê Văn Quý. Mình tên Quý rồi nghe anh. Rồi anh họ và tên là gì? Lê Văn Quý. Ở Nga. Rồi, tại vì các chương trình này là ở Việt Nam thì anh có về Việt Nam để tham gia được không hay như thế nào? Mình là người Việt Nam mà. Nhưng mà sao nó là ở Nga? À, Nga mới về 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 cũng mấy năm, 2 năm rồi. À, là lúc trước làm việc ở Nga, về đi 2 năm rồi. Là anh ở quê quán của anh là ở đâu? Làm việc gì? Ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Rồi mình giới thiệu về mình giúp em ha. Em không có phải hỏi, ở đây là cái casting nên là mình cũng phải thể hiện mình nói, coi cách ăn nói của anh như thế nào. Chứ không phải là em ở đây em hỏi anh hết mọi thứ được. Nên là mình phải tự động giới thiệu về bản thân ha. Bây giờ tôi ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Rồi anh làm công việc gì? Mình đang lấy xe. Là mình lái xe cho Tại. hay là mình tự lái hay sao anh? Mình tự lái. Để gia đình. Là xe đó là xe của mình. Vâng. Rồi ok, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì anh? Mạnh niềm yêu á. Mạnh nhé. Điểm mạnh sở trường mình, tài lẻ của mình là gì, hoặc là tính cách của mình ra làm sao, anh là con người như thế nào? Tính mình nhé, tính mình thì hòa đồng, vui vẻ. Ủa, mình tự giới thiệu về mình chứ, em đâu có nhắc anh Tuấn anh được như vậy đâu. Ví dụ anh như thế nào thì anh phải phải nói cho biên tập biết chứ. Bây giờ em phải hỏi
cận kẽ quá thì em đâu có hỏi được. Ví dụ anh nhìn là con người như thế nào thì anh phải kể anh như thế nào, anh biết làm công việc nhà, anh biết như thế này cái kia về điểm mạnh của mình mà. Thì cũng có biết nấu ăn này, nấu ăn thì cũng có biết sơ sơ rồi gì vân vân đấy. Rồi bây giờ anh nắm tinh thần giùm em, ở đây chương trình là chương trình bạn muốn hẹn hò, thì ví dụ như em cũng phải biết được những thông tin của anh để làm mai cho anh. Thì bây giờ ví dụ như tụi em hỏi một câu thì anh trả lời giúp em đi, chứ mà tụi em không có hỏi thêm nữa để ví dụ mồi cho anh để anh nói được ha. Tại vì đây cũng là ghi lại những cái hình ảnh của mình, đây là buổi casting thì mình cũng phải thể hiện bản tài năng của mình hoặc là bản thân của mình để cho tụi em cũng chọn anh vào vòng trong nha. Rồi điểm yếu là gì anh? Điểm yếu á? Điểm gì? Anh ơi, ở dưới còn nhiều bạn đang chờ phỏng vấn lắm. Thì mình điểm yếu của mình gì hoặc là như thế nào mình cũng nói ra cụ thể giúp em nha. Chứ mà các tội các bạn cũng đang chờ mình đó. Mình điểm yếu gì ạ? Mình có sẵn sàng để tham gia chương trình không? Tại vì khi mà lên chương trình thì anh cũng thấy là người ta cũng tự tin để nói chuyện á. Như vậy thì em đâu có thể chọn anh vào vòng trong để tham gia chương trình được đâu ạ. Dạ anh ơi, anh ai đăng ký cho anh tham gia chương trình ạ? Bạn kia nó đăng ký cho. Nhưng mà anh có thật sự muốn tham gia chương trình không ạ? Có chứ. Là vâng, thì bây giờ người ta hỏi thì anh trả lời đi ạ. Thì không biết trả lời sao sao vậy nghe. Bây giờ về cái đường tình duyên của anh, có mấy mối tình rồi? Có 2 mối tình rồi. À, mối tình nào sâu đậm nhất? Mối tình đầu thì được 2 năm. Chia tay cũng hợp. 2 tháng á? 2 năm. 2 năm, mối tình đầu 2 năm. Không hợp thì theo anh là mình bị không hợp, mình bị trái nhau ở những cái điểm gì? Ví dụ được. Như? Do công việc mình làm đi làm xa ấy. Hồi đấy đi làm ở đâu và bạn gái ở đâu? Rồi đi làm bên bên nước Nga và Việt Nam. Thế trước khi đi có hứa hẹn nhau gì không? Không, khi thì cũng yêu nhau thôi. Hiện tại là anh đang ở Nghệ An à? Vâng. Rồi. Thế xong rồi mối tình thứ hai? Thứ hai thì mới yêu mấy tháng rồi. Vẫn là không hợp à? Không phải không hợp mà... nguyên nhân nguyên nhân của cái mối tình thứ hai là gì? Nhiều xa quá. Xa? Anh còn yêu xa không à? Vâng. Bây giờ mong muốn anh tìm mẫu người như nào? Nếu người bình thường bình thường hơn, đẹp ngoại hình, tính cách, công việc, cái thì hoạt động. Bây giờ chương trình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh đến bây giờ được không? Được. Rồi ok, em nắm được thông tin của anh nhé, thì chương trình có gì bọn em liên hệ, nếu mà thấy anh phù hợp cho cái việc ghi hình thì liên hệ với anh nhé. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Vâng.